tăng số lấy đà. Tiếp là bác sĩ Nam này. Số lấy đà, số lớn thì đà lớn. Dưới đường là thấy số định rồi thì bỏ hẳn chân côn ra cũng được, nhanh chậm lúc này do chân ga. Đấy, lúc nào mà thấy chướng ngại vật thì buông ga chuyển phanh, phanh lại chậm với lại dừng lúc mấy giờ mới xử lý côn để về số. Để lúc nào cũng để hờ nha, để ghi ghi chứ mà làm côn nó mỏi chân. Coi đi, cái điểm này. Chú ý này, xi nhan phải, xe phải, xi nhan phải ngớt chân ga. Rồi, côn xuống từ số 4 về số 3. Rồi hơi giả phanh chậm lại đi, chuyển ga sang phanh đi. Rồi này đạp cua xuống từ 3 về 2 chỗ này thì cua số 2. Về mò giữa ép vào trong cực ngồi. Liên tục đỡ từng côn, nhả côn đúng ở điểm côn làm việc ấy. Kê côn đấy. Khi thấy xe vào vị trí đường cần rẽ bắt đầu lấy lái. Rồi nhả côn ra, đẩy ga đều đều lên. Chưa lấy đà nó phải rõ rệt lên, bước gần tay lái rồi đẩy ga lên, rồi thao tác lên số, đạp côn xuống ngớt ga, ra mò đẩy lên rồi côn tiếp ga, với các cái nhịp, các cái nhịp côn số ớp chân cái đẩy mặt phối hợp với nhau tốt được thì nó mới nhịp nhàng được, nó ngọt ngào. Rồi bây giờ số 3 này muốn lên số 4 này. Rồi đủ đà rồi, thao tác lên số 4. Đừng nắc ra đúng một nhịp mò, kéo nhẹ xuống dưới thế là nó vào số ngay. Thôi đừng kẻ số 3 cái để nguyên. Chưa được xe lấn sang cái vạch biển bên trái được, tốc độ cao dần nên bắt đầu mới lên số. Rồi xem trái đi, đây khoảng trống thì chỉ sẽ dần sang cái cần bên trái nhé, cần bên trái túm vào cái cần bên trái, đấy, bạn lên một lớp là công tắc đèn, bạn đấy.
Rồi xoáy hai lớp thì là mới đèn sáng. Xoáy hai lớp nữa. Hai rồi. À hai rồi thì nhé. Rồi. Sẽ có đèn. Rồi đây là. Rồi ra. Với cái đường quang nhìn hai bên rộng như này thì cứ bám đúng mạch sơn kẻ đường giữa là này, chỗ ngồi lái cạnh mạch sơn kẻ đường giữa đấy. Bên phải. Côn xuống để người ta chuyển từ số 4 đến số 3, nó sẽ cua số 3 nữa, như nhà côn chạy đều đều ra. Nhấn chân ga. Đấy. Nhấn chân ga là nhấn chân ga khi đủ đà của cái số lớn cái này không phải xe máy. Vào số. Cuốn xuống ngớt ga và xong mới là vào số, nó còn có thêm cái thao tác ngớt ga chứ không phải là cứ đạp cuốn không đâu. Rồi. Đấy. Nên là các cái mới là chính là những người mới tập là phải tách từng động tác một ra, làm chậm thôi nhưng phải chuẩn. Thì khi chuẩn rồi thì lúc bấy giờ đẩy nó nhanh thì nó rất là đơn giản, chứ còn nếu như đầu tiên mà làm nhanh thì nó rối. Thì cũng nó sẽ lẫn động tác. Cũng như xem quang đường là phải ép cái ga thôi, nhanh chậm là làm đèn phải. Thank you.